Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Racing Cup. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu qua một con xe đạp thủy thủ Miyata. Con này đặc biệt là nguyên zin nha các bạn, nguyên zin. Và cái điều đặc biệt nhất là nó đẹp như xe thùng luôn, không khác gì xe đập trong thùng ra các bạn. Tất cả mọi chi tiết, ốc ác, câm niền, sơn, ốc, linh kiện trên xe là đẹp gần như mới các bạn. Các bạn sẽ không thể tìm được trên mạng một cái con xe thủy thủ nào mà đẹp hơn xe của mình, dám chắc cho bạn một điều. Cái thứ hai là con này nó có một điều đặc biệt là nó xài thắng đĩa phanh dầu. Thông thường các bạn sẽ thấy là xe trên thị trường là xe thắng đĩa nhưng mà phanh cơ, còn đây là phanh dầu nha các bạn. Đây là bản đặc biệt phanh dầu và dòng này cực kỳ hiếm các bạn. Các bạn kiếm được dòng phanh đĩa nó đã rất hiếm rồi, mà phanh đĩa mà còn thắng dầu nữa còn cực kỳ hiếm nữa nha các bạn. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ khám phá chi tiết của xe nó nha. Đây, một em Miyata rất là đẹp nha các bạn. Mình quay xong con xe là các bạn sẽ nhìn thấy là dám với các bạn, lại các bạn sẽ không kiếm ra được con nào đẹp như con này luôn á nha các bạn. Đấy, con này đặc biệt là nó không có đồng hồ, mình trang bị thêm cho nó cái đồng hồ luôn này anh em. Đó, trang bị thêm cái đồng hồ luôn cho nó nhìn cho nó ngầu, đúng bản chất ngầu luôn các bạn. Đó, xe thủy thủ thì đa số là không có đồng hồ các bạn, rất là cái dòng có đồng hồ rất là ít. Dòng này thì nó cũng không có đồng hồ nên mình cũng trang bị cho nó cái đồng hồ cho nó theo xe nhìn cho nó chuẩn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết em nói nha các bạn. Chúng ta sẽ đi chi tiết phần anh em nhìn cái phanh dầu nè, đó đẹp chưa các bạn, rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp nha, giống như là hàng xé trong bịch ra luôn nè anh em. Đó, ốc nè rất là đẹp nè. Rồi, mình sẽ quay kỹ, con xe mấy chục triệu cho nên mình sẽ quay kỹ nha các bạn. Miyata nè, đó, bao tay sắp mưa nữa rồi các bạn, đi đông nè. Em nhìn thấy đẹp chưa? Cây ghi đông này gần như là trong bịch luôn, y chang như hàng trong bịch luôn nha. Đó, Shimano hay gì thắng Shimano này các bạn. Mà này nó cũng là Shimano nha. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Cái đồng hồ này mình mua nguyên cái đồng hồ mới gắn vô xe luôn nha anh em. Cái này là đồng hồ zin nha, đồng hồ xe thủy thủ là zin chứ nó không có lô nha anh em. Cây ghi đông nè, đẹp chưa? Xe này là dành cho anh em sưu tầm thôi, chứ còn mua chạy chắc ít ai chạy các bạn. Đa số những dòng thủy thủ chủ yếu là mua để sưu tầm là chính. Đó, cây gạt cần số này, đó, này nhìn thấy không, 7 số, rất là đẹp nha, rất là đẹp, không có bị chạy số, không có bị chạy luôn. Nước sơn trên sườn là zin hết. Này, quay cái khung sườn cái bên cho anh em coi nha, tem zin luôn nha các bạn, tem zin nha. Đó, đây, đi qua trước, đèn vẫn còn sáng nha các bạn. Đó, rất là đẹp nè, bo gai nóc nè. Cái kiểu này á các bạn mua riêng sẽ không bao giờ có, nó chỉ có theo xe thôi. Những cái dòng khác thì các bạn có thể mua riêng được, cái dòng này thì không mua riêng được, nó chỉ theo xe thôi các bạn. Ốc inox zin theo xe này, cầm inox zin theo xe nè. Đó, thắng, rất là đẹp nè. Niền, đây chúng ta coi cái niền, niền đẹp nha các bạn, niền đẹp nha, niền zin này, Araya, chung quanh nhật nè, đó, chung quanh dặn nè, chung quanh nhật nữa các bạn, đầm nè, đó, zin, rồi, đạp, đây, bằng đạp, rất là đẹp luôn, siêu đẹp như mới luôn nha anh em, siêu đẹp như mới luôn, không bị chảy xước gì. Cái giò đạp này á, thì chủ xe người ta lấy sơn bạc người ta quét lên mà bị bong mà vậy, người ta quét lớp sơn bạc ở đây nha. Cái giò đạp bên kia thì không quét, mà giò này là có quét lớp mỏng sơn bạc lên mà. Đó, rồi mưa rồi các bạn ơi. Đó, phanh dầu nè, đó, Miyata, thấy không, phanh dầu theo xe, không phải là chế độ các bạn. Nếu mà chế độ nó sẽ không có chữ Miyata nha các bạn, kiểu Miyata nó có nha, đĩa này. Đó, mưa rồi, mưa rồi, ốc ác
mưa là phần sau này cũng rinh nè, thấy không? Mưa rồi các bạn ơi, nhỏ giọt rồi, khóa cũng Miyata rinh luôn nè, rất là đẹp nha các bạn. Bờ ga đây, ra và đèn sau, đèn hậu cũng Miyata luôn nè. Thông thường xe sĩ thủ anh em hay gắn đồ chơi vô nhiều, gắn đèn xi nhan rồi gắn đèn đuôi rồi vô, nhưng mà nó không theo xe, có nghĩa là gắn cho xe nó hoành tráng thôi nhưng mà nó không theo xe. Chúng ta lên theo xe thì nó đương nhiên nó phải có giá trị hơn các bạn. Đây cái logo của Miyata này, nó nổi, nó ghi rõ ràng này, Oidis là đĩa dầu đó, đĩa xài dầu các bạn. Nếu mà chúng ta xài cái đĩa bên kia mà chúng ta xài phè thắng cơ thì nó vô tác dụng luôn các bạn. Này cái mâm trong Miyata này, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 clip các bạn, 5 clip nha. Đó, cái phần này anh em thấy nó bằng inox hết nè. Những cái xe đời, giống như những cái xe đời mới bây giờ trên thị trường, anh em thấy những cái phần này nó bằng nhựa và nó lồi ra bên ngoài. Còn xe Nhật thì toàn của nó bằng inox hết. Anh em thấy nó bằng inox hết nè, không sợ chạy. Những cái xe các bạn mua trên thị trường, xe thể dục thể thao mà chúng ta thấy những anh chị em hay chạy thể dục thể thao ở ngoài đường các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái phần đây nó bằng nhựa và chỉ cần va đập là chạy xước. Còn thằng này Nhật nó đã sản xuất mấy chục năm rồi mà nó vẫn làm bằng kim loại các bạn, nên là sắt xi nóc mà, chắc là sắt xi nóc mà. Ego à, thấy đó, nó vẫn còn nguyên, rất là đẹp nha, chưa có bị sét mà. Hộp sắt này, sắt inox vẫn còn đẹp mà, chạy xước nhẹ đó chắc do va đập cái giò đạp đó, cái giò đạp đây các bạn, inox nó vẫn còn rất là đẹp nè. Số này, mưa là các bạn, mưa. Muốn quay kỹ cho các bạn mà không quay kỹ được mấy 5 phút rồi trời. Đó, về nè. Rất là đẹp nha các bạn. Này, giò chén nó cũng Miyata, phía sau này zin nha các bạn. Zin hết nha anh em. Zin hết nha. Mưa rồi, tạnh mưa thì quay tiếp. Đây hộp số mình gắn thêm nè các bạn. Hộp số mình gắn thêm nha. Đó, báo km. Đó, lên. Chạy nó có km thì cũng hay các bạn. Này. Hết mưa rồi các bạn, hết mưa rồi. Đó, phục thắng. Yeah. Cái logo Miyata này nè. Thấy không? Thấy chữ M không? Đây là cái logo đặc biệt của Miyata nha. Bi chân cổ thắng. Bao tay bên đây. Miyata đó, rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp nha. Xe này là thuộc dạng xe sưu tầm, mấy chục triệu mà xe sưu tầm. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đây, chúng ta soi lại cái nền. Hết mưa rồi, mình lại soi lại cái nền cho anh em coi. Mưa, mình tính mưa đi vô mà giờ hết mưa rồi. Mình lại tiếp tục. Tiếp tục, rất là đẹp nha các bạn. Đó, sơn nè, rất là đẹp nè. Các bạn sẽ không thể nào kiếm được em Miyata nào đẹp hơn em này các bạn. Mà đặc biệt là phanh dầu nữa, kiếm hết cái hội thủy thủ cũng hơi bị khó nha. Cũng chưa thấy có. Hơi hiếm các bạn. Như là có anh em cũng giấu hết rồi, không có ai đem trưng ra ngoài mà. Xe toàn là xe giấu mà. Rất là đẹp nha. Em này vành 24 nha các bạn. Coi. 24 á. Coi số vành coi. Đây, như anh em nào vành rành đâu. Xe lốp nè, 37 540 24 nhân 113 24 mà. 34 nha. Rất là đẹp nha các bạn. Anh em nhìn cái phần trên của nó, phần inox ở trên này, anh em thấy là rất là đẹp nè. Đó. Ở trên nó gần như là xe thùng luôn rồi nè. Cái ghi đông này á, nó mình đã hỏi anh em mà thì nó có hai kiểu, một là anh em để dài, hai là anh em lật ngược lại. Lật ngược lại thì cái ghi đông nó sẽ cao lên trên đây, nhưng khi chúng ta lật ngược qua bên kia thì chiếc Miyata này nó sẽ ngược lại nè các bạn ha. Các bạn tưởng tượng cầm bên đây, các bạn lật ngược qua kia thì chiếc Miyata này sẽ nằm ngược. Vậy thì đúng ra là cái ghi đông nó phải nằm thấp vậy nè anh em, đó nằm thấp vậy nó mới đúng. Còn nếu mà bật ngược lại là ghi đông nó sẽ cao lên trên đây. Nó cao lên tới đây thì chúng ta giống như lái nó thoải mái hơn, nhưng mà nó không đúng cái kiểu của thằng xe đạp thủy thủ đó. Mình cũng không biết tại sao nó làm như thế. Thì Nhật người ta đã
nghĩ ra, người ta nghiên cứu ra nó như thế thì mình cứ chơi như thế đi cho nó đúng bài đó. Thì tình trạng xe thì nó như thế, mình đã quay kỹ tình trạng xe, thì anh em có nhu cầu mua thì anh em liên hệ nha các bạn. Mình đã quay chi tiết tình trạng xe, anh em có nhu cầu mua hoặc là có câu hỏi nào liên quan tới xe thì mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. Đó, xe rất là đẹp, hiện giờ hiện tại là xe đang có sẵn ở Sài Gòn nha. Anh em muốn mua thì qua trực tiếp bên shop để qua trực tiếp gặp mình để chở em nó về. Cái chân chống đứng này đó các bạn, zin luôn ha. Inox hết toàn bộ mà, soi inox, chân inox, toàn bộ inox hết, làm Nhật làm đúng đúng bài, full inox, rất là nặng các bạn, nặng cho nên nó rất là chắc nha. Thì những anh em nào có nhu cầu lấy xe thì anh em có thể qua trực tiếp Sài Gòn để lấy. Anh em nào ở tỉnh thì có thể chuyển cọc rồi ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cúp. Cảm ơn tất cả các bạn.